Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, tình dục của đường hậu môn thực tế không hề xa lạ với các cặp đôi, nhưng cách quan hệ đặc biệt này, lợi hay hại vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng. Thực tế cho thấy rằng nếu thực hiện đúng cách, tư thế này còn có thể là cách đồ gió vô cùng thú vị đấy. Đời sống vợ chồng của mỗi một cặp đôi thường không hề giống nhau. Một số cặp vợ chồng thì thấy vô cùng thoải mái với tư thế truyền thống, nhiều cặp thì lại thích những cách độc đáo hơn như những trò chơi nhập vai hoặc là phá vỡ xiềng xích. Nhưng trong khi đó thì cũng có nhiều cặp kiểu gì cũng thích. Các bạn đừng ngạc nhiên khi biết rằng có những cặp đôi thích cảm giác mới lạ như tình dục qua đường hậu môn. Câu hỏi đầu tiên các mẹ luôn nghĩ trong đầu khi tưởng tượng ra tư thế này là liệu có ổn không vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! 1. Tình dục qua đường hậu môn có hư hỏng và trị lạc quá không? Đối với nhiều người thì tình dục qua đường hậu môn có vẻ không hấp dẫn hoặc thậm chí là thật thô thiển. Bởi sau cùng thì hậu môn không phải là bộ phận sạch nhất của cơ thể, không phải là miệng, nhưng mà tình dục bằng miệng được chấp nhận nhiều hơn. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tình dục qua đường hậu môn cũng khá phổ biến. Vì vậy mà để trả lời câu hỏi là tình dục qua đường hậu môn có hư hỏng và trụy lạc quá không, thì câu trả lời chính là không. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn không phải là một sự đồi bại. Mặc dù vậy, ở một số nước thì tình dục qua đường hậu môn là một điều cấm kỵ. Vì thế hãy cẩn thận khi bàn tán về chủ đề này nếu bạn sống ở quốc gia cấm tình dục qua đường hậu môn. 2. Tình dục qua đường hậu môn có thể đạt khoái cảm không? Nếu hiểu đúng định nghĩa thì tình dục qua đường hậu môn là quan hệ qua đường hậu môn bằng dương vật hoặc ngón tay, thậm chí là đồ chơi. Cũng có thể bằng miệng kích thích vùng quanh hậu môn. Và câu trả lời ngắn gọn nhất cho câu hỏi ở trên đó chính là có. Tình dục qua đường hậu môn gây hưng phấn và thỏa mãn. Còn chi tiết hơn thì khoái cảm đến từ chính cơ thể chúng ta. Cụ thể là các cặp đôi có thể cảm thấy hưng phấn từ các dây thần kinh quanh khu vực hậu môn. Các dây thần kinh này chịu trách nhiệm kết nối giữa cậu nhỏ của chồng và em bé của vợ. Sự kích thích quanh khu vực này có thể khiến cho cả hai đạt được cực khoái. Tuy nhiên thì nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì việc này khá đau đớn. Vì vậy nếu muốn thử cảm giác lạ, hãy chuẩn bị kỹ càng tâm lý thoải mái nhất có thể nhé. 3. Tình dục qua đường hậu môn có hại không? Nếu không kể đến việc cảm giác lạ, độc đáo và có thể đạt đến cực khoái, thì tình dục qua đường hậu môn lại có một nhược điểm khá lớn, chính là việc lây nhiễm bệnh STD. Một vấn đề khác là nếu bạn dùng những vật kích thích quá lớn, nguy cơ rách và tổn hại hậu môn khá cao. Vậy nên hãy cẩn thận và chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện nhé các mẹ. 4. Lời khuyên cho các cặp vợ chồng. Nếu muốn thử tư thế lạ này, hãy thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Điều đó sẽ khiến cho mọi thứ diễn ra dễ dàng và thoải mái hơn. Hãy nói chuyện với đối phương một cách thành thật nhất. Đừng thúc ép hay cố gắng thực hiện bằng mọi giá. Như vậy sẽ khiến cho cả hai không những không vui vẻ mà còn rất đau đớn. Để cho cuộc yêu diễn ra thật tuyệt vời thì hãy ghi nhớ những điểm sau. Nhất chính là sử dụng chất bôi trơn. Trước khi nhập cuộc thì chồng có thể dùng găng tay và dầu bôi trơn để giúp cho hậu môn của vợ thư giãn. Hay dùng một ngón tay trước, sau đó tinh tế một chút, chú ý xem vợ có hưởng ứng không. Nếu cô ấy thoải mái, hãy thử thêm một ngón tay nữa. Nếu vợ đau, chồng hãy dừng lại nhé, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc yêu sau này. Tiếp theo chính là vấn đề vệ sinh. Nếu bạn đang thử sức với tình dục qua đường hậu môn nhưng lại muốn quay lại kiểu truyền thống, xin nhớ rửa sạch những thứ đã đưa vào trong hậu môn lúc trước. Sau khi đã sạch sẽ thì hãy quay lại kiểu truyền thống vẫn chưa muộn, mà lại còn tránh được bệnh tật. Đồ chơi tình dục thì sao nhỉ? Một số đồ chơi tình dục có thể sử dụng vào lúc này để gây khoái cảm cho vợ bạn, cũng có thể giúp vợ bạn làm quen với giá trị mới lạ của cuộc yêu. Nên nhớ là đừng để quên đồ gì trong hậu môn của đối phương nhé. Bạn chắc chắn không muốn phải muối mặt ở phòng cấp cứu đâu đúng không? Thật nhẹ nhàng, hãy thật nhẹ nhàng nhé các bố, vì các mẹ rất nhạy cảm. Từ từ, đừng vội vàng, nói chuyện và giúp vợ thoải mái nhất có thể trước khi nhập cuộc yêu nhé. Và các mẹ ơi, hãy thả lòng bản thân và thử sức xem sao. Biết đâu các mẹ lại tìm đến cho mình một cảm xúc khác từ chính chồng mình. Quý vị và các bạn thân mến, tình dục qua đường hậu môn có thể là một gia vị mới lạ của cuộc yêu, cũng có thể là một cảm giác mới mẻ và đầy hứng cảm cho các cặp vợ chồng.
giúp cho cuộc hôn nhân trở nên ngọt ngào và nồng cháy. Nếu đã có ý định muốn thử và nếu tinh thần thoải mái nhất thì hãy một lần cùng chồng nếm hương vị cũng khá hay ho này xem sao. Hôm nay tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn về sản phẩm an toàn như nhất nam dương để cho cuộc yêu được thêm thăng hoa hơn. Với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời, nhất nam dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhất nam dương là sản phẩm được bình chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ai tầm được nhục thông dung, sản phẩm không chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa cái biến chứng và tác dụng phụ. Vậy nguồn gốc của nhất nam dương là gì? Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên bài thuốc đông y gia truyền của dòng họ Nguyễn theo công thức quân thần tá sứ do lương y Trần Thị Lý phát triển thành thành phẩm. Tất cả các thành phẩm tạo nên sản phẩm đều là 100% nguồn gốc thiên nhiên, không gây biến chứng hay tác dụng phụ khi dùng. Vậy công dụng của nhất nam dương là như thế nào? Có chiết xuất thành phần thảo dược thiên nhiên tốt cho sinh lý, sản phẩm hỗ trợ đồng thời kích thích cơ thể sản sinh nội tiết tố testosterone để cân bằng sinh lý mạnh mẽ và cụ thể như sau. Hỗ trợ điều trị các vấn đề sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, bổ thận tráng dương, hỗ trợ làm chậm quá trình xuất tinh sớm, nâng cao số lượng, chất lượng tinh trùng, cải thiện sức khỏe, giảm nhanh tình trạng tiểu đêm, di tinh, mộng tinh, cải thiện và làm giảm nhanh tình trạng đau lưng, mỏi gối, làm chậm quá trình mãn dục sớm, giúp cho nam giới lấy lại được sự hưng phấn, ham muốn trong quan hệ tình dục. Vậy cách sử dụng thuốc nhất nam dương là như thế nào? Theo hướng dẫn ghi trên bao bì thì mỗi ngày bạn cần uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn khoảng 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhất nam dương là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới nên rất được nhiều người dùng, đặc biệt là nam giới quan tâm lựa chọn. Cũng vì thế mà sản phẩm được bán phổ biến rộng rãi trên thị trường. Các bạn có thể mua sản phẩm nhất nam dương qua hotline hoặc Zalo số 0344045117 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhất Nam Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.